Chào các bạn, đây là quyển Từ học IELTS Reading, từ dễ đến khó, do chúng tôi là tác giả. Thì chúng tôi làm video này để giới thiệu các bạn nội dung của quyển sách này nó như thế nào. Thì ở phần mục lục thì chúng ta sẽ thấy những cái phần đầu của sách là có lời nói đầu, hướng dẫn sử dụng sách, tức là cái phần giới thiệu bài thi IELTS Reading. Thì cái này thì cũng bình thường. Cái nội dung chính của sách nó gồm có 48 bài đọc. Và 48 bài đọc này nó chia thành 3 trình độ. Thứ nhất là trình độ IELTS Band 4.0, 5.0 nè. Rồi band 5.0, 6.0 nè. Rồi band 6.0, 7.0. Thì tùy trình độ của chúng ta có thể chọn cái trình độ nào phù hợp nhất đi học. Còn những bạn mà mới bắt đầu học thì có thể ngay học ngay từ những bài đầu tiên. Thì ở mỗi bài học chúng ta sẽ thấy là có tiêu đề bài học nè. Sau đó thì có cái phần mà gọi là giải thích những cái dạng câu hỏi của IELTS Reading á. Thì chúng ta đi vào một bài thử, chúng ta sẽ biết nó như thế nào nhé. Ví dụ như bài số 1 đi, thì chúng ta thấy đây là cái bài học nè, rồi đây là dạng câu hỏi là summary completion, phần hoàn thành cái bản tóm tắt. Ok, thì mỗi bài học nó sẽ gồm có phần từ vựng đầu tiên. Trong phần từ vựng thì chúng ta thấy cũng có từ mới, rồi phiên âm, từ loại và nghĩa. Một số từ thì có thêm cái phần giải thích để chúng ta hiểu từ nó kỹ hơn, hoặc là từ họ hàng, hoặc là từ đồng nghĩa, có khi từ trái nghĩa, vân vân. Sau đó là đến phần bài đọc. Thì phần bài đọc sẽ đi liền với lại cái câu hỏi. Sau đó thì những cái bài mà lần đầu tiên chúng ta gặp một cái dạng câu hỏi nào đó thì trong sách này sẽ giải thích cho chúng ta biết cái dạng đó là dạng gì ha, rồi những cái lưu ý khi làm dạng đó. Và ở cuối những cái bài như vậy á, thường sẽ có những cái lời khuyên, những cái tips để làm bài dạng đó cho nó tốt hơn. Ok, thì sau khi các bạn làm bài xong rồi á, thì các bạn có thể dò với đáp án để xem ở cuối sách á, có đáp án như vậy nè. Chúng ta có thể dò để xem là mình làm đúng hay làm sai. Ngoài ra thì trong trường hợp mà chúng ta đọc và chúng ta cảm giác khó hiểu, ví dụ như chúng ta tự học á, mà chúng ta cảm giác không hiểu hết á, thì các bạn có thể tải những cái video dịch những cái bài đọc đó bằng cách là nhập cái đường link ở trong sách, ở cái trang mà lời nói đầu á. Ở cái trang lời nói đầu á, có để cái đường link nè, thì các bạn nhập, các bạn có thể tải, hoặc là các bạn dùng điện thoại các bạn quét cái mã vạch này nè, thì các bạn có thể tải những cái video mà hướng dẫn dịch những cái bài đó, thì chúng ta tự học dễ hơn nhé. Thì nhìn chung á, cái quyển sách này nó rất là dễ học và nó phù hợp các bạn bắt đầu học IELTS. Ok, thì trình độ chúng ta khoảng 4.0 lên 5.0 nè, thì chúng ta dễ học. Thì sau khi các bạn học xong cái quyển sách này rồi thì các bạn bắt đầu mua cái bộ đề, bộ Cambridge IELTS về các bạn giải thử, thì các bạn có thể đi thi ha. Thì tất cả những quyển sách của chúng tôi viết đều hướng tới là 7.0, nhưng mà dù bạn nào học tốt thì các bạn có thể đạt điểm cao hơn, 7.5, 8.0, ví dụ vậy. Rồi, vậy nhé, chúc các bạn thành công với quyển sách này.